Hello, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ 20 giờ hàng ngày trên YouTube của Đam Mỹ Tường Truyền. Hôm nay với câu chuyện không hòa hợp của tác giả Vũ Chết, truyện còn có tên khác là Đôi Đũa Lệch, tập 80. Sáng sớm hàng Tây còn đang lăn lộn trong mộng, điện thoại cậu vang lên. Cậu mơ màng, chờ mình, mở một đường mắt rất to, không quá muốn thức dậy nhận điện thoại. Điện thoại lại vang lên mấy tiếng. Trình Bác Xiến từ bên ngoài đi vào, cầm lấy điện thoại của cậu nhìn. Do dự một chút thì muốn cậu nhận máy, nhưng cuối cùng vẫn chưa đưa điện thoại tới tay cậu. Rồi ngàn. Hả? Hàng Tây mơ hồ lên tiếng. Dư Huynh em gọi. Trình Bác Xiến nói một lần sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ. Mới sáng ra mà đã. Đúng thế, mới sáng ra. Hàng Tây hòa mắt nhìn màn hình nhấn nghe. Còn chưa thức hả? Sầm Hộ Hải chuyển tới nghe vô cùng có tinh thần, cảm giác như tối thiểu cũng đã thức dậy được 2 tiếng. Mấy giờ rồi, có chuyện gì thế cả? Sáng cậu qua đây đi, chiều sư phụ cậu có việc phải ra ngoài, tối khác thì cậu phải tới Vân Thủy Phạm Tâm thay ông ấy đấy, lát nữa ông ấy sẽ nói với cậu sau. Cái gì? Hàng Tẩy nghe thấy thì lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy. Hôm ấy không đi được, nói cậu đi làm quen, biểu hiện hôm qua cũng rất tốt, hôm nay chắc chắn thì cũng không có vấn đề gì. Tối nhiều người lắm đó. Hàng Tây hơi lo lắng, mặc dù hôm qua cậu còn nói qua với Trình Bác Diễn rằng cậu hết giờ rồi, có là buổi tối thì cũng không sao, nhưng sư phụ không ở đấy, chỉ có một mình cậu lại không yên tâm. Cậu đến rồi bàn bạc với sư phụ đi. Hồ Hải nói xong thì liền cúp máy. Hàng Tẩy cầm điện thoại ngồi trên giường ngơ ngác thẫn thờ một lúc, rồi mới chậm rãi xuống giường ra khỏi phòng ngủ. Trình Bác Diễn đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Cậu đi qua dính sát vào lưng Trình Bác Diễn, ôm mèo anh rồi không đồng đầy nữa. Cậu em có chuyện gì thế? Trình Bác Diễn vòng tay ra sau sờ eo cậu. Nói là buổi sáng tới phòng trà, chiều tối sư phụ có việc không đi Vân Thủy được, bảo em đi thay ấy. Hàng Tẩy trà mặt lên áo Trình Bác Diễn. Không phải tốt lắm hả? Tối mấy giờ, hôm nay anh không trực ban, tối có thể đến nhìn xem. Chắc hơn 8 giờ ấy. Hàng Tẩy buông tay anh ra, lại chậm lê thề đi qua nhà vệ sinh. Đi nhanh đấy, hôm nay ăn trộm vang rồi mới đi đó. Trình Bác Diễn thuần tay vỗ mông cậu. Này, đừng có vỗ không đi nhanh được. Vì sao? Mông đau. Còn đau hả? Trình Bác Diễn cao mày đặt cái nồi trong tay xuống. Anh không phải đau mà là mông không thoải mái thôi. Hàng Tây nhìn anh rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại. Thật hay là xạo về chứ, đáng lẽ hai ta đã làm rồi. Hay là anh thử đi, không phải anh không có việc gì thì tự rắn dừ leo hay sao, anh tự mình thử đi là được. Bây giờ em phách lối quá rồi nha. Trình Bác Diễn cũng bật cười. Hết cách rồi, thời gian lâu nên không kìm được mà hiện nguyên hình đó. Hàng Tây nói, anh đi đi, đừng giữ cửa nữa, em không đi vệ sinh được. Rồi, anh đi đây, sợ ngài là đại gia. Hôm nay bữa sáng Trình Bác Diễn làm cho cậu sandwich bánh mì rất tươi, chắc là sáng dậy sớm xuống lầu mua, kẹp lòng đỏ trứng gà và một màng rau xà lách bên trong, còn xịt thêm tương, hương vị cũng rất ngon. Cái này ngon à? Hàng Tây uống một ngụm sữa. Mà ăn cái này đi, khó lắm thì mới làm ngon được một lần, phải ăn tới chán mới thôi. Tối em muốn ăn gì? Trình Bác Diễn hỏi. Tối anh nấu hả? Ôi không kịp đâu. Gần 7 giờ ăn thì mới về được tới nhà, trước 8 giờ em phải tới Vân Thủy, phải 7 giờ xuất phát, em thấy anh cũng chưa chắc về kịp để chờ em đi ấy chứ. Anh không chờ thì ai chờ em chứ? Sư huynh của em đó, Hồ Hải nha. Hàng Tây lập tức nhéo cổ hòm lại, liếc mắt nhìn thì tỉnh với anh. Được thôi, phải để Hồ Hải chở em, một mình anh qua đó một chút, vừa lúc gọi điện thoại cho Bành Vân Phạm trước, hẹn đúng trẻ để anh tìm danh thiếp của cô ấy. Danh thiếp? Đừng tìm nữa, tối qua lúc em tắm sẵn tiền bỏ vào bồn cầu xả luôn rồi. Cái gì? Sao lại xả vào bồn cầu? Sao anh lại lo lắng thế? Hàng Tây nhìn phản ứng của anh thì thấy khó chịu. Vứt cái danh thiếp thôi mà, nhìn anh sợ chứ kìa. Vứt đi, vứt đi. Anh hỏi em vứt trong bồn cầu ấy hả? Đúng đó, vứt trong bồn cầu, nhấn nút là mất luôn. Ngực cuốn đi mất không chút lưu luyến ấy.
Lần sau đừng vứt vào bồn cầu, nhớ bị mắc kẹt thì em từ tay mà móc ra đó. Sao mà kẹt được thế chứ, sửa cái bồn cầu tốt. Hàng Tây vừa ăn vừa nói, sao biết anh dùng bồn cầu tốt. Trình Bác Diễn đặt chiếc bánh trong tay xuống. Tiền vay mua nhà anh còn chưa trả xong đâu, lúc trang trí thì cái gì cũng rẻ thì dùng cái đó, cái bồn cầu mua chỉ có 100 tệ thôi. Cái bồn cầu có thể làm ấm mau mà 100 tệ hả? Không tin, trong phòng tắm nhà vệ sinh toàn là cái gì mà lén lút, đập là lén lút phải không? Hàng Tây cười cả buổi, sau đó thu lại nụ cười. Lúc ăn mà nói mấy cái này, không phải buồn nôn lắm hả? Em có biết buồn nôn hả? Trình Bác Diễn nói một câu và vào ngủ thay đồ. Hàng Tây nhìn bánh chỉ ăn được một nửa của anh. Anh buồn nôn tới mức không ăn nổi nữa hả? Em ăn đi. Phải chưa anh phải ăn nhiều hơn một chút đó. Tối em chờ anh chờ em. Hàng Tây gặm xong cái của mình lại lấy nửa cái bánh của Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn thay đồ đi ra ngoài. Anh một chút đồ ăn về cho em lên xe từ từ ăn. Được. Hàng Tây gật đầu nhìn anh thay giày. Lúc sắp ra ngoài thì lại hét một tiếng. Đợi đã. Trình Bác Diễn dừng lại nhìn cậu, cậu quệt miệng chạy tới hôn Trình Bác Diễn một cái. Được rồi đó. Trình Bác Diễn bật cười đóng cửa ra ngoài. Lúc Hàng Tây tới phòng trà, ông lão Lục cũng đang ngồi trên sân thượng uống trà, hồ hài ngồi một bên ngắm cá. Bây giờ vẫn còn sớm, gió sớm thổi rất lạnh, nhưng sắc xanh lùng lầy theo làn gió thổi cũng rất thích mắt, khiến tinh thần thoải mái. Những cây trà này có phải nhìn rất bình thường không? Ông lão Lục rót một chén trà cho cậu. Vâng, nhìn như bụi cây trong dải phân làn vậy ấy. Cũng không có mùi thơm. Ông lão Lục nói cầm chén trà lên ngửi. Thế nên hái được lá trà còn phải phơi héo, quay hương, xào trà, vỏ trà. Trà khác nhau thì có trình tự chế biến khác nhau. Từng bước một, cuối cùng thì mới có trà. Hái được nhiều lá trà như thế. Vậy mà trà chỉ có một ít. Giống như người ấy hả? Hàng Tây hỏi. Thế nên mới nói. Bắt đầu từ động tác còn pha trà chính là trải nghiệm quá trình này. Cũng sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của con. Là thế nào từ một bụi cây bình thường biến thành nước trà thơm từng chút một. Hàng Tây dựa vào lưng ghế xoay cái chén trà rống trong tay nhắm mắt lại. Nước trắng thì sao? Đơn giản trong suốt là đồ tốt. Còn nước trà, uống một ngụm có người thấy đắng, có người thấy chát. Nhưng thực ra nước trà lại có hàm ý phức tạp là thứ đáng giá. Ông lão Lục nói trong cơn gió lành lành của buổi sáng thổi nhẹ qua. Thứ gì cũng có mà tốt của nó. Hàng Tây không nói gì, Trình Bác Diễn có lẽ là người có cuộc đời đơn giản trong suốt như nước trắng, có lẽ cậu không phải lúc nào cũng cảm nhận được, nhưng có ra sao cũng không thể thiếu một ngụm. Còn cậu thì sao? Có phải là một ngụm trà Trình Bác Diễn cẩn thận nếm thử hay không? Chắc là phải, cậu cười lên. Trà ngon đó, lấy pha rót một chén không cần nói nhiều, màu sắc hình dạng chính là minh chứng của nó. Ông lão Lục vỗ vai cậu. Có phải có lòng tin với chính mình? Sư phụ, ông này nói với con những lời này là sợ tối còn căng thẳng đó hả? Ông lão Lục nở nụ cười. Tối còn căng thẳng thì kệ con chứ. Cũng có phải thầy căng thẳng đâu. Người làm việc thì phải có khí khí chứ. Con chính là con, thầy chính là thầy, trà chính là trà thôi. Hàng Tây nửa hiểu, nửa không gật đầu. Lâu lâu ông lão Lục rất tiền, nói chuyện không rõ ràng để mình thử suy ngẫm. Thôi, và ấm trà cho thầy đi. Vâng. Chiều tối ông lão Lục không có việc gì quan trọng, thực ra là buổi chiều có ông bạn già tới chơi. Mấy lão ông lão bà muốn tới đây họp mặt, có hai người sức khỏe không còn quá tốt nói rằng có khi đây là gặp mặt lần cuối cùng lúc sinh thời. Đừng nói thế chứ ạ. Hàng Tây vừa pha trà vừa cười. Mới bao nhiêu tuổi đâu ạ, còn tới tuổi ông có khi vẫn còn muốn đi du lịch ấy chứ. Đúng thế, có chứng minh thư là có thể đi du lịch rồi. Đi mười mấy năm, đi cho chán thì thôi. Nghĩ như thế là tốt. Ông lão Lục đáp. Người thì phải sống với cái tâm thái này. Thật. Hàng Tây cười rồi nói nhỏ. Sư phụ, con sắp có chứng minh thư rồi đó. Vài ngày nữa là làm xong. Tin tốt đấy. Ông lão Lục phủi tay cất dao dòng gọi với Hồ Hải. Nghe thấy chưa, sư đệ con sắp có chứng minh thư rồi kìa. Thầy nói chứ, thứ mấy ngày nay nhìn thằng nhóc này tâm tình tốt vậy.
Chưa xào hai món ngon chúc mừng nhé. Hồ Hải cười. Hai món ngon, Hồ Hải nói tuy rằng đúng là chỉ có hai món, nhưng cũng không ngon thật. Một món cá sóc, một món sườn xào chua ngọt, ăn ngon không dừng được. Hàng Tây ăn tới nước mắt cũng sắp rơi luôn. Anh hỏi, thực ra anh ở đầu bếp đúng không? Còn ở khách sạn lớn nữa ấy chứ? Tự mình lấu chơi chơi thôi. Không phải là đầu bếp chính quy đâu chứ. Em cứ nghĩ anh là đầu bếp kiếm đủ tiền rồi thì về hưu, ngày ngày pha trà sướng láo trên núi ấy. Thế anh kiếm sống nuôi mình sao vậy? Ăn xin đó, ngồi xuống bên đường bày cái hộp ra rồi đánh đàn. Em hỏi nghiêm túc đó. Hay là anh nói cho em, anh đi ăn xin ở đâu đi, lúc em đi ngang sẽ ném cho anh một đồng tiền. Thọ chỉnh dây đàn piano. Ông lão Lục ngồi một bên cười đáp. Bình thường thì mở tiệm trên phố chỉnh dây cho người ta ấy. Ồ, giỏi thật đấy. Hàng Tây cảm thán một câu. Thực ra cậu không biết thợ chỉnh dây piano là gì. Piano còn chỉnh dây à? Còn là thợ nữa chứ. Có điều chỉ cần có chữ thợ, cậu cảm thấy rất ngầu. Lại ăn một miếng sườn. Là thợ hả? Anh không làm đầu bếp thì tiếc thật đấy. Em trai tôi rất thèm ăn, thế là tôi muốn hòm nấu ăn. Nếu sau này có một ngày có thể tìm được thì nấu cho nó. Hàng Tây đột nhiên im mặt, cảm xúc mất mát khó tả lẫn thương cảm ngày hôm đó khi biết Hồ Hải không phải là anh trai mình lại lần nữa ùa về, chằn cầu nửa ngày rồi nói không ra lời. Cặp cha mẹ ở trung tâm giám định hôm đó chích máu muốn tìm con mình, màn thầu muốn về nhà, Hồ Hải và em trai thất là của anh ấy, còn có mình, mỗi người đều có sự bất lực của riêng mình, nhưng ai cũng ôm kỳ vọng. Bây giờ nấu cho em ăn được đám đó. Hàng Tây im lặng một lúc thì đột nhiên nói, dừng một chút nhìn Hồ Hải. Anh hai. Hồ Hải nhìn cậu gần người sau đó mỉm cười. Có phải không thích ăn cá không? Nãy giờ cứ thấy em ăn sườn. Em cũng thích ăn cá, nhưng ăn sườn tiện hơn. Hàng Tây ngại ngùng đáp. Ông lão Lùng ngồi bên cạnh cười. Thầy gọi là anh thì có được nấu món giò tương không? Thầy có gọi là sư phụ thì cũng vô dụng thôi. Sư nương đã dặn không cho ăn thịt mỡ, hôm nay cho ăn thầy ăn vùng xương sườn là đã được lắm rồi nó. Còn muốn giò nữa cơ hả? Chuyện gọi Hồ Hải là anh hai, Hàng Tây không dám nói với Trình Bác Diễn. Tùy đề nghị đó, Hồ Hải là anh là của Trình Bác Diễn đề nghị. Nhưng lúc Trình Bác Diễn gọi điện thoại tới bảo cậu xuống lầu, anh trở đến Vân Thủy, cậu không dám nhiều lời. Người này hay ghen, nói ra rồi có khi đêm đến sẽ dùng nhiều tư thế làm mài không trông sừng được mắt. Nhưng nói thật, lúc gọi Hồ Hải là anh, cậu bỗng thấy tâm tình tốt lên, như thể có người anh ruột vậy. Khát cầu tình thần đã lâu, mặc dù không hề chân thực nhưng cũng làm cho lòng cậu vui sướng. Cậu gọi Trình Bác Diễn là anh, nhưng cảm giác không giống, lúc đó muốn làm thân, muốn tới gần Trình Bác Diễn, muốn có người kéo mình lên. Hơn nữa bây giờ cậu không muốn gọi Trình Bác Diễn là anh, đó là bạn trai cậu. Lúc ngứa miệng thì gọi anh là ba, không thể gọi lên nữa đâu. Mua cơm lam ở tiệm cà phê bên kia cho em nè, có phải là có một lần em nói là ăn rất ngon không? Trình Bác Diễn đưa cho cậu một cái bịch, bên trong còn có một ống trúc lớn. Thơm quá, em chỉ nói một câu thôi mà anh vẫn nhớ đấy hả? Thế anh cắn chưa? Chưa, lát nữa anh tới trà tràng gọi món, vừa ăn vừa nhìn em. Tâm trạng hôm nay em tốt hả? Cũng được thôi, anh còn có thể nhìn ra được tâm trạng em tốt hay không nữa hả? Đương nhiên, tâm trạng em treo hết trên mặt kìa, giống như là lá bạc hà trong nhà vậy đó. Tâm tình không tốt thì rú láo xuống, tốt thì dựng thẳng lên. Lá bạc hà là do tưới nước rồi mới dựng thẳng lên thôi, so sánh chẳng đúng gì cả. Đúng mà, vòi lớn cho uống nước thì dựng lên, có đó gì mà không đúng. Hàng Tây không nói gì, ăn hai miếng mới phản ứng lại được sập một nghiệm. Đúng là khó lòng phòng bị anh rửa thói lưu manh thật đó. Đâu thể trách anh được, người khác nghe chưa chắc đã hiểu đâu, chỉ có em nghe mới hiểu thôi, trách anh hả? Nói nhảm, đêm qua em vừa mới bị tưới nước xong đó. Hàng Tây chừng anh một lúc vùi đầu múc hai muỗng. Bỏ đi, em ăn cơm. Hôm nay Hàng Tây tới một mình, Bành Vân Phàm không còn ở cửa sau tự mình nghênh đón nữa. Cậu chúng xe một mình đi vào sân sau, Trình Bác Diễn đi cửa trước. Nói thật cậu vẫn hơi run, lúc đi ngang qua phòng trà thấy người ngồi hết bàn, mấy nhân viên phục vụ đi qua đi lại đưa trà, cậu run tới mức phải nhảy lên. Cũng may lúc đi vào phòng nghỉ thấy Hồ Hải,
Cậu mau chóng đi tới ngồi xuống. Anh. Căng thẳng hả? Có hơi, nhưng anh ở đây thì em yên tâm rồi. Tối nay anh đàn nhạc gì mạnh một chút đi. Ví dụ xem nào. Thì bình thường một chút, đừng quá phong nhã. Em nghe thì lại căng thẳng. Em nghĩ ấy, em không thể nào sánh được với phong phạm cao nhân ngoại thế như sư phụ được đâu. Thôi thì dứt khoát triệt để một chút, anh hiểu ý em không? Hiểu, để anh thử. Mỗi lần Hổ Hải sẽ đi qua đáo trước, tùy tiện đàn một chút coi như hoạt động tay. Hàng Tây nghe thấy tiếng đàn của anh thì hít một hơi vào, gửi tin nhắn cho Trình Bác Diễn. Anh ngồi xuống chưa? Ngồi xuống rồi, đang đợi nhìn em đây, đã tìm được một cái bàn có thể mặt đối mặt với em. Hàng Tây bật cười, vừa nghĩ tới dương mắt lên là đã có thể nhìn thấy Trình Bác Diễn. Cậu lập tức thả lỏng đi xuyên qua hành lang vào trong phòng. Tối hôm nay rõ ràng là nhiều người hơn hôm qua, có mấy khuôn mặt nhìn quen, nhưng người hôm qua không thấy nhiều hơn chắc là cũng đến vì ông Lão Lục. Vị trí Trình Bá Diễn ngồi quả nhiên là bàn lớn ở giữa, có mấy người ngồi bên cạnh. Với cái tính của Trình Bá Diễn, nếu không phải vì nhìn cậu tuyệt đối sẽ không chen chúc một bàn với mấy người này. Lúc cậu ngồi sau bên bàn trẻ ở trung tâm, người trong phòng đều quay qua nhìn. Hôm qua cậu đã được nhận ánh mắt kiểu này rồi. Hôm nay là bị nhìn chằm chằm thế này thì đã không còn cảm thấy luống cuống tay chân như trước nữa. Cô gái phục vụ vẫn như hôm qua đem lá trà lên cho cậu. Cậu cầm muỗng múc lá trà, bên Hồ Hải đồng thời đàn thấp xuống, đàn vài lần rồi đổi điệu. Hàng Tây nghe được 2 tiếng, lúc đầu chỉ nghĩ có thể Hồ Hải sẽ đàn bài bình thường nghe hay, nhưng không ngờ là trực tiếp đàn bài pháo hoa chóng tàn. Nếu không phải bài Hàng Tây đang làm việc xem chút nữa thì đã hát theo. Nhưng không thể không nói bài này hay thật. Hàng Tây bỏ lá trà vào ấm, lúc ngón tay thử nhiệt độ truyền ấm trà thì cảm thán một câu. Mình đúng là tục nhân, bình thường mấy bài Hồ Hải đàn cậu nghe còn không bằng khúc pháo hoa chóng tàn. Tự mình vẫn như hôm qua, chỉ có trà là khác, yêu cầu về nhiệt độ nước không giống. Đối với Hàng Tây thì lại chẳng khác gì cả. Tầm đã vững thì động tác trên tay trôi chảy theo rất nhiều. Lúc đẩy nắp ấm, cậu còn làm trò đặt mảnh cái nắp đè tiếng đàn của Hồ Hải. Làm xong động tác này, cậu rất muốn cười, còn chưa ra sao đã đắc chí rồi. Cậu nhìn thoáng qua Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn đang ăn bánh ngọt, khóe miệng còm còm nhìn cậu. Cậu cũng còm khóe môi nhưng hơi ngại nên không cười quá rõ ràng. Đẩy nắp ấm rồi chờ. Lúc chờ thì Hồ Hải đã đàn xong đoạn thứ nhất của pháo hoa chóng tàn. Tiếng đàn nhỏ dần, lúc tiếng đàn vang lên trở lại, Hàng Tây vốn không muốn cười lại không kìm được mà cười thành tiếng. Nhìn không được phải liếc sang Hồ Hải, người này còn đang nghiêm túc cúi đầu đàn. Trong phòng có 2 người trẻ tuổi cũng cười, Hồ Hải đang đàn là bài Vũ Điệu Rửa Tay. Trình Bác Diễn đoán chừng Hồ Hải đàn những bài này là do Hàng Tây yêu cầu. Hơi bất ngờ khi đàn bài Vũ Điệu Rửa Tay, nhưng pháo hoa chóng tàn lại rất hợp với khí chất của Hàng Tây. Có một sự phù hợp khó tả với sự hở hứng lờ đáng của cậu để lộ khi chăm chút pha trà. Trình Bác Diễn nhìn qua bên Hồ Hải, thế mà anh lại ghen với người này được, nói thật thì đây cũng là người không tệ. Trình tiên sinh, dòm một người phụ nữ vang lên sau lưng anh. Tới rồi sao không nói với tôi một tiếng thế? Trình Bác Diễn nghe ra đây là giọng của Bành Vân Phàm. Lúc quay đầu lại thì Bành Vân Phàm đã ngồi xuống cạnh anh, sau đó là một cô gái để ấm trà lên. Bà chủ Bành, gọi là Vân Phàm đi, tiểu Bành cũng được. Đây là trà bình thường tôi thích uống, Trình tiên sinh nếm thử chút đi. Vâng, tôi không hiểu trà, cũng chỉ nếm vị thôi. Uống trà thì không có hiểu hay không hiểu, chỉ có uống hay không uống thôi. Hôm nay tới xem Hàng Tây biểu diễn hả? Vâng, Trình Bác Diễn gật đầu, ánh mắt lại hướng nhìn về Hàng Tây. Thằng nhóc này rất đặc biệt, đúng là đồ đệ của Lão Lục có khác. Hôm nay tôi cũng vô cùng thích hiệu quả này, khách cũng rất có hứng thú, cảm giác mới mẻ. Trình tiên sinh rất thân với cậu ấy sao? À, cứ coi như là thân đi. Vậy sau này nếu Hàng Tây sẵn lòng tới chỗ tôi thì Trình tiên sinh về thường xuyên tới cổ phố đó. Chị nhà thích trà không? Có thể tới cùng nhau, chỗ chúng tôi còn có trà nhài rất ngon. Tôi đang một mình. Trình Bác Diễn nói, lúc Hàng Tây chạm mắt anh thì cười lên. Hàng Tây híp mắt lại, cúi đầu nhấc nắp ấm lên. Hồ Hải lại quay lại đàn nửa sau bài đoàn pháo hoa chóng tàn.
Trong thời gian hơn một giờ, Hàng Tây chậm rãi pha trà, Khổ Hải phấn đàn pháo hòa chống tàn, nhưng điều chỉnh bác diễn bồi phục chính là không có đoạn nào trùng nhau. Các loại giải điều biến hóa tiết tấu thay đổi, còn mỗi lần đàn khác nhau hẳn là tự mình thêm vào. Chỉnh bác diễn không hiểu âm nhạc lắm, nhưng nghe hơn một tiếng về mà không thấy phiền, thậm chí cũng không thấy trùng lặp. Anh nhìn Hàng Tây đã pha trà xong, đang dọn đồ, nói với Vành Vân Phạm bên cạnh một câu. Cảm ơn cha của bà chụp ảnh, tôi đi đây. Chờ Hàng Tây về hả, hy vọng có thể gặp được anh. Dễ thôi. Trình bác Diễn gật đầu, nếu không phải vì nguyên nhân công việc mỗi lần Hàng Tây đến đây chắc anh sẽ đều đưa đón cậu. Hàng Tây và Hồ Hải đi chung ra ngoài cửa sau. Hồ Hải lái con kêu về của ông lão Lục rời đi. Hàng Tây chạy lên xe. Hôm nay thật... Trình bác Diễn muốn nói hôm nay rất tuyệt vời, lời còn chưa nói xong đã bị Hàng Tây ngắt lời. Hôm nay thật sướng nhỉ, nói chuyện với bà chủ mỹ nữ cả buổi tối thích quá nhỉ, có phải là còn người đưa danh thiếp cho anh không? Anh ném nó đi ngay cho em, không thì lát nữa em vứt ở bồn cầu đó. Trình bác Tuyến không nhìn được cười lên. Không có đưa danh thiếp cho anh, người ta còn có thể đưa tới đưa lui hả? Cũng có phải là làm chứng minh thư giả đâu. Hai người nói gì cả buổi tối vậy, em muốn tự mình qua đó chém trà cho anh ghê luôn ấy. Đâu có nói gì, chưa nói được mấy câu anh toàn nhìn em không đấy. Thật đó, tối nay em đẹp trai thật đó. Nếu không phải đang ở trà trang, anh thật muốn qua đó ấn em lên cái bàn cười cuộn. Bây giờ mà cũng có thang ở nhà đâu, chú hình tượng rút đi có được không? Trình bác Diễn cười rồi khởi động xe. Lúc xe định quay đầu, ngoài điện thoại Hàng Tây vang lên. Cậu rút ra cả buổi mới lấy được điện thoại, vừa nhìn một cái hết lên. Cảnh sát Trường, có phải? Nhanh nhận đi. Hàng Tây bấm nghe, Tây hơi run, giọng nói cũng run theo. Cảnh sát Trường. Hàng Tây hả, vốn định cho cậu sớm chút nhưng tôi vừa mới bận xong. Vâng, có phải là có tin về chú Bình không? Hừ, thời sự buổi tối chắc là có nói rồi đó. Giọng nói cảnh sát Trường nghe có chút mệt mỏi, có điều giọng điệu lại thở phào nhẹ nhõm. Sao không nói sớm cho tôi biết chứ, có thể có tin tức rồi hả, bắt được thật rồi sao? Có kỷ luật mà, trước đó không tiện nói, bắt được thủ phạm chính rồi. Còn có chuyện này nữa Hàng Tây, mai cậu tới đây một chuyến, có một số vấn đề cần cậu hỗ trợ một chút. Vâng, không thành vấn đề. Hàng Tây ra sức gật đầu, sau khi cúp máy cậu thấy tay mình trắng bệch vì dùng sức. Bắt được rồi. Cậu quay đầu nhìn Trình bác Diễn. Bắt được chú Bình rồi, nhịp hàn cũng bị bắt. Ừ, bắt được hết rồi. Hàng Tây ném điện thoại ra sau ghế, nắm cánh tay anh lắc, đôi môi lấp loe ánh nước. Bắt được hết rồi, sau này sẽ không còn ai, sẽ không còn ai có thể kém lại nữa, sẽ không còn nữa. Không còn ai có thể kém lại cả, ai cũng không thể, trước giờ cũng chưa từng có. Trình bác Diễn im lặng sờ đầu cậu. Hết chương 80.